Chào các bác, ngày hôm nay thì thằng bán cá em có đến một số cao nhân. Thì trong các cao nhân em đến có anh Hiếu, cái cá anh rất là đẹp. Đây là clip mà anh đang sâu cá. Anh ấy có rất nhiều kỹ thuật và trong chuyến hành trình này, các bác cứ xem đến hết video này nhé. Có gì thì like và subscribe kênh của em có động lực vào những video tiếp theo, chia sẻ kinh nghiệm nuôi cá bảy màu cho các anh em. Cảm ơn. Chào các bác. Cám nhà mình cho ăn cá mình ấy, cám tự nấu linh tinh, cá mua ngoài tiệm con thú, cá mà in vai các thứ đó. Xin chào các bác nhá. Ngày hôm nay đang có mặt ở nhà một cao nhân cá bảy màu đấy. Đây con ngắm cá nhà anh ý đây. Đây là coi đen. Anh ấy còn bán bớt rồi đấy các bác. Cá toàn cá nhập thôi. Đây, nhìn con cá mái đã đẳng cấp không? Nhìn con mái to vãi cả nho luôn. Đây ngón tay mình đây, nó to đúng bằng ngón tay mình luôn. Ở đấy, anh ấy còn đang bảo tí cho xem con to gần gấp đôi hơn đấy các con ạ. Cũng sắp đến mùa đông ở miền Bắc rồi nên là cũng phải giảm tải số lượng. Cả ngày trước anh nuôi tầng trệt nhiều, bây giờ anh đang cho lên cái tầng trên hết, dồn hết tất cả các dưới ở dưới tầng dưới đáy lên. Anh ơi, đây có phải blue mốt câu không anh ơi? Green mốt câu à? Green mốt câu. Đây thành trước này đứng vào em xin cái đèn đấy. Kẹp vào nhìn thấy người nó còn bay ra luôn cơ. To thế sao con này to thế anh? Con đực này đuôi to dã man. Con đấy là bình thường đấy, anh bán hai con rồi. Các bạn nhìn thấy không? To vãi cả nho, ui nó còn bơi không được luôn ấy. Ngón tay. Đây này cho thử ngón tay anh. Còn ngang ngón tay. Có một đồng chí ở Thanh Hóa vượt hai con cá giống của anh to gấp đôi luôn đấy. Cái con mà anh sâu chia cho anh em đấy. Rồi ok. Anh ơi, cái con này là con gì hả anh? Đấy là con mái trắng to rồi này. À con đấy là anh Lai lấy Ripon. Ồ. Đúng rồi, cao nhân. Em rất thích những cái con cá mái mà nó có đuôi dài, những cái loại đuôi dài đấy, kiểu tu xích đô ấy. Nó đây có ký thì có con này đẹp nhất ở trong cái đám biết bôn này có không phải em có em cần. Nhìn vào đây thì thấy là cá con nhiều limit luôn. Bể này bao nhiêu con hả anh? Anh nghĩ tầm 80 con. Em thấy nhìn vào phát em ưng nhất là cái con này này. Nhìn nhất con coi này này. Con này hơi gù luôn. Vâng. Buồn không mái đi. Tí nhưng mà nó to quá. Cho em xem con này to kiểu. Cứ xong thì nó ở dưới chân em thôi. Chia sẻ một tí của cách của anh Hiếu nha các bác nhá. Các bác nhìn thấy cái lọc vi sinh này không? Đấy, cái lọc vi sinh đen này này. Đây anh ý một bể dùng một cái lọc to như này thôi. Bên dưới anh để phân nền để cho không nhìn thấy màu phân của cá này. Hai nên anh để một số cái tác dụng nuôi vi sinh. Đúng rồi, tăng phân nền nuôi vi sinh và hai nữa là cái dây này giống như cái dây dây duy văng của làm gì nhỉ? Gói quà đấy. Bánh gói quà đây. Đấy. Còn cái này là ống hút nước nhá. Cái này là ống hút nước này các bác này. Đấy để cho cá ăn này đấy, để ở đây. Nó quen ăn ở chỗ này rồi mà hơi gặp người cái là nó ra ngay. Đấy, đấy. Con trống này có cái đuôi trắng đẹp thế. Đó là nho luôn. Bên này là cá con. Đây còn toàn bộ mình sẽ quay toàn bộ dàn của anh ấy sau.
tiên thấy cá về màu thò này. Cá của anh nhập nhập hàng nhập đa phần hàng nhập hết nhỉ? Anh còn lấy nguồn hàng nhập anh về đến Lai đấy. Nghệ nhân ấy, ui còn đến con cá chuột ở đây nó còn to lắm các bạn ạ. Đây này anh ấy cũng phải nuôi theo cả chuột cơ. Đấy, con chuột này nó phải bằng ngón tay cái. Mấy năm rồi anh? Gần năm. Con này con dưới này còn to hơn. Ui giời. Đây nha, mọi người nhìn rõ con cá chuột nhá. Cá chuột có tác dụng là ăn sáng của bể. Đấy. Nhưng mà nuôi cá chuột này thì không được trồng cây vào nhá các bác nhá. Vì nó giúp hết cây đấy, trồng rong như kiểu bể BSA thì không được rồi. Chỉ nên để cái hòn đá và cái chỗ rúc rúc để cho nó ăn hết. Ăn hết sán đi, ăn hết phân. Bác nào có điều kiện cũng phải cho thêm cái thanh sứ này nữa để nuôi thêm vi sinh này. Lịch trình của anh thay nước ấy thì tầm bao nhiêu anh thay một lần nhỉ? Anh khoảng gần tháng. Tức là độ 1 2 tuần lại hút nước khoảng 50 70 gì đấy. Nhưng mà tính ra thì cũng 2 tuần làm lần. 2 tuần mới làm một lần. Thế là cũng vi sinh khá ổn đúng không? Một khi nó có vi sinh nên chứ không nó mà bình thường nó ổn như thế rồi mình không nên thay đâu. Cái này là cái bác đi nuôi ate đúng không anh? Hàng nhà anh là toàn ăn ate hết à? Ăn ate in me thằng nào cá béo ú khác hẳn. Cua mấy ông nuôi ate nuôi run đấy, nuôi run thì nó nhiều bệnh hơn thôi chứ còn nó phải to hơn. Thì nuôi run vẫn là cái kích size giỏi nhất đúng không? Đặc điểm kỹ thuật nuôi của anh ý là bể nào cũng trải phân nền và đặc biệt bể nào cũng có cá chuột. Đây, cá chuột, bể này cũng có cá chuột. À, trứng cá chuột đấy, bể này có trứng cá chuột đấy. Đâu, đâu? Đâu, đâu anh? Ở đây 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 còn có cả trứng cá chuột đẻ này, nó đẻ lên kính giống như mấy con ốc ấy à anh? Nó cứ đẻ thành cái bọt nước to, nhưng mà bây giờ nó mất dần rồi đấy. Thế con này là con mái à? Anh có nuôi con? Không, anh nuôi mỗi con đấy thôi, tự nhiên nó đẻ ra đấy. À, thế tức trứng khi đẻ đấy anh ạ. Mà anh không hiểu là nó ấp như nào để mà nở, mà chẳng chưa thấy con nào mà con trứng cứ mất dần. Hay trứng chết đi? Em nghĩ khả năng trứng ung nó chết, nó không có tinh trùng ấy, nó không có tinh thì ra nó chết. Cái hôm nó đẻ dày nhìn trông khỏe như gớm, toàn cái bọt trắng. Ồ. Đấy thì tôi tha hồ luôn đấy nhỉ. Trước có ông ở trên hội cũng xe cho cá chuột miễn phí luôn đấy nhỉ. Chắc là người ta biết cách nuôi mà anh biết cách. Link Facebook của anh Hiếu ở đây mình sẽ để bên dưới mô tả nhá. Anh nhà anh ấy rất nhiều cá đẹp, bây giờ mình sẽ quay tiếp và sẽ nhờ anh ấy chia sẻ chút kinh nghiệm cho anh em luôn. Đây này. Đây dàn này là dàn coi đen đây đúng không anh? Anh lọc hết rồi đúng không? Coi đấy là coi đen nhưng mà loại bình thường. Phải đẹp. Coi đen bình thường trên thị trường giờ vẫn phải 80.000 cặp không anh? Đúng rồi, tầm đấy. Coi đen 80. Đây là hàng loại của cái bể góc. Này 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 góc này là coi đẹp rồi. Đây đây. Cái hàng này của cái hàng này nhé các bác nhá. Cái hàng coi này này. Đối đẹp như thế này mà anh ấy vẫn chỉ là hàng loại thôi. À, mình sẽ cho các bác ngắm cái hàng tuyển anh ấy luôn. Ở đây có một con mái to vãi cả nho, còn to hơn cả con ban nãy luôn. Đấy con chuột. Trời ơi. Ê, con mái đấy thì anh nhập à? Hay là anh nuôi lâu nên là thế? Lai ra đấy, lai ngày xưa lai từ dòng coi với cả dòng HD yellow. Ồ. Ok, anh cho mọi người đèn cho mọi người nhìn kỹ con cả mái này nhá. Đầu coi đẹp à? Đỏ chót. Đầu coi đỏ đẹp như là ấy luôn các bạn. Ở đấy con mái đèn đấy. Con mái đuôi này đấy, đấy, ui dồi. Ui dồi. Dàn cá này của anh ý thì theo như mình ước tính là rơi khoảng bao nhiêu triệu nhỉ? 50 đến 70 không anh? Thôi làm gì đến hơn chục triệu. Làm gì? Hơn chục triệu. Tại vì trước ông chắc anh bán bớt rồi, trước anh có nhiều con đẹp lắm, nhiều con người ta giả 800.000 một triệu một con cơ. Còn bây giờ tham quan tiếp cái
cái ghế đằng sau. Còn đây là hàng này, anh là hàng anh mới lai ra nhá các bác nhá. Nghệ nhân đấy. Không, đấy là họ ném gạch rồi, còn em không có chơi trên hội mấy, em chỉ thích đây là sở thích của em thôi. Đây là sở thích của em thôi. Cứ không chơi trên hội mấy. Xe cho anh em cách rồi làm sao cá tốt thì mấy đúng rồi. Nhảy vào kiểu này. Nhờ anh giải thích cái này này. À, đây là ngày đẻ. Đây là của cá giống ngày xưa ấy. Là cứ con nào đẻ thì mình ghi vào kiểm soát nó để tách đẻ. Thế nhưng mà sau quá trình này thì nó lên nhiều cá giống quá, mình không có thời gian mình ghi lại được. Thôi cứ phải nhìn đụng thôi. Đây là một cách cho bác nào ghi để nuôi lắm quá. Đây này thì coi này. Full gold này. Ngày đẻ này, ba có con nằm đẻ ngày 30 tháng 4 luôn à? Có, em ngày lễ luôn. Đấy mùng 1 năm ấy đẻ cùng. Con full red đẻ vui nhỉ? Đẻ có hai con mái đẻ. Còn bên này nhá. Còn bên này này. Đây, đây là toàn cảnh. Còn em thì không chơi mấy chế độ, mà em chả hiểu tại sao lại bị block mất. Em chỉ đang hỏi mua bèo nè, rong nhật nè, với cả cho cái lồng chim, mà chả hiểu nào cái admin hội cá bạch màu thủ đô block em mất rồi. Nên thôi em chả chơi mấy nữa nên em không cần. Ui ôi con chuột này to thế. Chuột bên này còn to hơn bên đấy. Đâu anh? Đấy hai con này to rồi. Con này nó già quá rồi các bạn. Con này phải kể hơn năm. Nó già quá rồi. Nó già quá, em cảm giác hình như là râu của nó hình như bị bạc à? Không biết rồi, chịu cứ anh có để ý đâu, khi nào mà nó chết thì mình vớt ra thôi, còn chả để ý nó chuột nó cứ to. Mọi người để ý nhá. Cái bể của anh ý nuôi guppy này là bể này nhá, là phía trước nhá. Phía trước đây này bác, các bác có nhìn thấy cái kính này không? Cái kính này ngăn đấy, bên trong kia là phân nền nhá. Bên ngoài này là trống trơn không có gì cả nhá. Anh Hiếu giải thích tại sao thế này được không anh? Để thả thức ăn xuống em. Để nó chỉ đọng lại ở bên đấy thôi. Hay nghe coi nhá. Ví dụ anh thả cho em xem. Đây này, anh Hiếu ví dụ luôn đi, để em quay ra. Đấy. Hóa ra là nó như thế này. Đấy thì cá nó chỉ ăn ở cái vùng đấy thôi. Đây các bác nhìn thấy không? Nó không bị cái này nó chỉ rơi, thức ăn chỉ rơi xuống đây. Và nó rơi xuống cái vùng dưới này. Trong khi cái kính kia kìa, đây này, cái kính ngăn đấy ngăn phân nền và bên trống không bị lẫn tạp vào, sẽ đỡ gây bệnh hơn, mình vệ sinh bể cũng sẽ dễ dàng hơn nhé. Còn về cơ bản kỹ thuật mới chơi thì anh Hiếu ngày xưa là chơi có bị chết nhiều không? Ngày xưa chết nhiều chứ, nghe suối chứng bằng xanh Methylene, mình rước bằng xanh Methylene ấy. Chết một mớ luôn. Được mớ luôn. Sau từ ngày bỏ xanh Methylene bắt đầu mới nghiên cứu về men vi sinh, vi sinh ấy, mấy cả nước đá vàng ấy. À ok. Xanh với chả cam nhỉ. À nghe. Sau một lần anh nói chuyện về xanh đấy, thế là cũng bị mấy ông tướng trên nói như đúng rồi. Bởi vì em cũng không dùng xanh. Đối với em đặc biệt em không dùng xanh, bởi vì em đọc cái thành phần của xanh Methylene ấy, 99% là phụ gia, 1% là xanh. Tức là cái quan trọng nhất liều lượng ở trước bạn, nếu chỉ 1% thôi. Anh thực ra là em cũng không hơi nghi ngờ một tí. Em thì quen dùng cái thuốc. Là khi mà anh đã bảo là thế rồi chắc cái người chết cá nhiều nhất. Anh nói thật, mấy cái ông nhảy vào comment thì chưa chắc đã chết nhiều cá bằng anh. Đúng rồi. Thế mà mình mới bảo anh em, khuyên anh em đừng nên chữa bằng xanh ấy. Chữa làm sao được, xong là nói thế là cuối cùng bị ném đá. Mấy ông tướng nhảy vào, em chữa được xanh đây, nhìn vào Facebook thì toàn mới chơi cá rồi là các thứ ấy. Ông nói rằng ông chắc chữa được một đàn, hên xui may nó khỏi. Ui anh ơi, con cá mái này anh nó già quá không? Em sao em nhìn thấy nó bơi còn không muốn bơi nữa nhỉ? Em mập quá thế. Không biết được. Con đấy chưa già đâu em, con đấy chắc chỉ tầm 4 tháng. Ui, cái người nó đẻ lắm quá, sao nó cong cả người anh ạ, tể tướng lưu gừ luôn rồi. Con này anh nhập về lúc đấy nó cũng ui, còn con bà chảnh chuột kia nó, ui các bạn nhìn thấy không? Nó to hơn ngón tay đấy ạ. Em bắt thử cho mọi người, em bắt thử dí vào góc được không anh? Để quay rõ được không? Anh Sơn cầm em máy quay bắt để em
em dồn dồn vào góc cho mọi người so sánh, mọi người nhìn thử cho. Ủa em bắt được luôn. Không không dồn dồn vào thôi. Đây đây đây. Đây. Các bác nhìn nhá, ngón tay của mình nhá. Úi mẹ nó chạy rồi. Đến thôi. Rồi. Đấy rồi. Rồi rồi rồi. Đây mọi người nhìn này. Ngón tay của mình này. Ngón tay cái thì chắc là chỉ bằng đầu của nó thôi các bác. To ấy nho. Ôi em sợ thật đấy. Ăn bọn này ăn cái gì mà ghê vậy? Anh ơi, còn cái con này là gì, đuôi nó còn đến nỗi mà nó không bơi được bên này anh? Con đấy còn to hơn. Con đấy to, đuôi to nhất trong tất cả mấy con cá này của anh ấy. Ừ, đuôi nó phải bằng hai con tay chứ. Ai muốn mua con cá này thì liên hệ cái link Facebook của anh Hiếu bên dưới nhá, mình để bên dưới nhá. Ở Hà Nội nhá, anh có ship đấy. Anh có ship ngoài hay là tự đến lấy? Anh vẫn hay ship mà, chỉ ship Sài Gòn chứ không ship tỉnh. Siêu tịch phức tạp không? Cái đuôi nó phải đo một đoạn hai ngón tay. Đuôi này ngón tay. Mà cái vây các bạn nhìn thấy cái vây dưới của nó không? Kia kiểu dòng tu xích đô ấy đấy, hai cái vây dây vây như hai cái kiếm ấy. Cá rồng mà con nào mà được hai cái vây dưới như này thì người ta bán tiền đắt lắm này. Còn cái phong cách mà ngày xưa của anh là chặn chặn lấy đâu nhỉ? Chặn lấy nhưng mà anh bỏ rồi vì là nó sẽ chuột nó không vào được ấy. Ừ. Chuột nó không vào được thì sán rất nhiều. Thế là anh phải bỏ à. Để cho chuột nó chạy vào. À. Rồi, thế là hay. Ưu tiên là bể phải sạch chứ chưa gạo chứ không bể bẩn. Ừ. Bên này vẫn là coi này sót hết body hết đúng không anh? Ừ, coi đấy là đẹp. Còn con này em cảm giác nó cũng già này. Ừ, con này già bị nó bị gãy ở đuôi. Cái đấy em gọi là gì nhỉ? Nó kiểu tai biến mạch máu não ấy. À thế không? Không khỏi nữa nhá, nó cứ to ra. Kể cả trước em nuôi con tai tượng ấy. Ừ. Con hơi ham con hồng két này, nó già mà, những cái loại đấy nó sống dai. Đến nỗi nó bị lệch một bên mồm. Ừ. Cái hôm tự nhiên buổi sáng mở mắt ra nhìn thấy cứ bị lệch một bên mồm không khép lại được. Ngoài ra là cậu bị tai biến, cậu già quá. Chứng gió. Đấy con. Rồi. Toàn cảnh của bác thì đây. Đây là để làm gì đây? Ở bên này là bể của ba anh ý là đang dưỡng cá này. Trong một không gian rất là chật nhá, không hề là không gian rộng vườn vừa tược thì nhá. Đây phong cách của anh ý rất là phù hợp với cả người nào không có cái sân vườn to hay là sống chung cư thì anh ý ở chung cư đây. Đây con mái to và đây còn một con mái đang để ở đây đây. Đấy con đấy anh to cái. Ui. Con này to như con cá bảy màu sông vậy. Thấy các ông còn đang chương trình hot đi cá bảy màu cống à. Bên này con coi chưa con. Bên này có con to lắm. Đây, bác nào muốn mua cá siêu to nhá thì liên hệ lại con trong này có con râu này. Anh em để ý không? To là aman mà đuôi. Đuôi nó còn xếp ly lại thành hoa hồng luôn. Con bên này cũng thế luôn. To. Hết hồn luôn. Anh còn cái này mà. Cái lưới này. Thì em muốn mua ở Xuân Đỉnh đấy có đấy. Tí anh gửi cho em cái để anh cái. Bây giờ thì anh nghĩ không, nó bán toàn buổi ban ngày, bán cho đồ vật liệu xây dựng em. Anh nghĩ cho con này đẻ cho bác nhé. 25-30 nghìn một mét này. Đấy, không cần phải. Em mua một mét vuông em. Không cần phải mua cái bể ấp đâu. Không để anh nhắm địa chỉ. Xe đi rồi nhưng mà không ảnh đến mặt con. Một kỹ thuật đối với người mới chơi nữa đấy là theo như mọi người đồng ý đúng không? Tất cả người đều đồng ý đấy là khi mà mình xét bể thì mình lúc nào cũng để nên để trải cái nền này đúng không? Nên trải nền này để nuôi vi sinh là một nhé. Các bạn nào mới chơi nên trải phong cách giống như Hiếu nhé. Hai nữa phải có một cái lọc vi sinh mua ngoài tiệm như này cũng chả đáng bao nhiêu đâu. Ba là một thanh sửa như thanh sứ thanh mai này. Rồi sau đấy là cái cho ăn. Đây, cái này và là bằng hút nhặt ở ngoài đường cũng được. Rồi cái cuối cùng kia là cái đám dây băng rôn khẩu hiệu ấy, duy băng đấy.
cái gói quà ấy. Mọi người học tập theo phong cách này, nước thì vào vào nước bằng nước máy cũng được, hoặc nước giếng cũng được. Nhưng mà cứ phải để tầm 10 ngày. 10 ngày chạy lọc, chạy set in như này xong thì chạy lọc, chỉ mỗi không có cá thôi. Sau khi chạy xong khoảng 10 ngày đấy thì bắt đầu mới cho nưa cho cá vào. Mình nghĩ như thế là tốt nhất đúng không anh? 10 ngày hơi lâu, tầm 3 ngày đổ 2 ngày. Ở đấy theo như Hiếu là 3 ngày đến 5 ngày anh nhỉ? 3 ngày 5 ngày là được rồi. Rồi. Video của mình đây là hết nhá. Ai muốn liên hệ mua những con cá đẹp như này thì tìm đến anh Hiếu, mình để có Facebook dưới. À ngoài ra anh còn có sản phẩm đấy là vi sinh quang học, vi sinh tên là gì anh nhỉ? Vi sinh tươi, nó là PSB nhá. Vi sinh tươi PSB ở bên dưới. Mọi người cần thì cứ liên hệ theo link đấy nhá. Cảm ơn các bạn. Một like nhá. Mình sẽ cố gắng làm nhiều clip hơn về những ông chùm về guppy của Hà Nội. Bye bye.